trước kia thì mình rất hay bị đau phần vai và thường xuyên dẫn đến tình trạng là bị sưng một bên. Nhưng mà sau khi làm ấy thì mình cảm thấy là cái phần vai của mình thì nó sẽ không bị đau nữa, và mình hoạt động, mình cũng như mình làm việc ấy, nó thoải mái rất là nhiều, và đấy là cái điều mà mình hài lòng nhất. Trước đây cái phần dạ dày của tôi bị đầy hơi, khó chịu, với cả khi ăn thì cảm thấy không ngon miệng. Nhưng mà sau khi các bạn làm thải độc phần bụng thôi thì tôi thấy là mình ăn vào ngon miệng hơn và dạ dày rất là nhẹ, không bị khó chịu như là trước nữa. Hoặc là khi các bạn ý làm thải độc phần lưng cho tôi ấy, tôi thấy là trước đây thì tôi rất bị khó ngủ, ngủ không sâu giấc, thì sau khi làm thải độc phần lưng thì tôi cảm thấy là ngủ sâu giấc hơn rất là nhiều. Em thì con gái đến ngày đến đỏ ấy, thì thường hay bị đau lửa đầu. Khi mà kết thúc 5 buổi liệu trình tại Johnson thì em thấy cái vấn đề về đau lửa đầu của em cải thiện hoàn toàn, và dường như là em đến khi em đến ngày đến đỏ thì em không còn cảm thấy bị đau đầu nữa. Ngày trước thì phần cổ vai gái này cũng như phần lưng của mình thường xuyên bị đau mỏi luôn, bởi vì là mình cũng có con nhỏ đấy, thì mình cũng phải là thỉnh thoảng đêm phải thức cho con đấy. Hiện tại thì bây giờ sau khi mà trải nghiệm qua 10 buổi thì mình phần cổ vai gáy cũng như là lưng của mình ấy gần như là hoàn toàn là không có nữa.